Huyền Thạch trong dưới bóng cây hạnh phúc dành cả thanh xuân để giữ dáng, theo đuổi phong cách gợi cảm, thà kết hôn muộn còn hơn chọn nhầm người. Huyền Thạch là nữ diễn viên khuôn mặt của màn ảnh nhỏ. Cô chuyên trị những vai cá tính trên các bộ phim chiếu trên khung giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam, từng tạo ấn tượng với khán giả qua các phim Mùa Hoa Tìm Lại, Chạy Trốn Thanh Xuân, Hướng Dương Ngược Nắng hay gần đây nhất là Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc. Trong phim, Huyền Thạch đóng một cô nàng cá tính, từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Nhài do Huyền Thạch thủ vai là một nhân vật có chiều sâu tâm lý, bên ngoài có vẻ ác khẩu nhưng tâm lại rất tốt. Nhài cũng luôn đau đáu khi phải sống xa con trai, tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Hóa thân thành nhân vật Nhài, Huyền Thạch đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của khán giả. Nữ diễn viên cho biết thường xuyên đọc những bình luận của khán giả và cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi vai diễn của mình được công chúng đón nhận. Và Nhài nhận được rất nhiều phản hồi và Huyền Thạch cũng rất chịu khó đọc, gần như là đọc hết tất cả các comment ấy, đọc những bình luận của mọi người để khắc phục hơn những cái gì mà mình còn thiếu sót này, hay là mình làm điểm nào chưa tốt thì mình sẽ cố gắng hơn. Và rất vui khi nhận được nhiều phản hồi tích cực của mọi người, cũng như mọi người rất là yêu mến tính cách của Nhài. Đây là lần đầu tiên Huyền Thạch được đóng chung với nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai. Cô cho biết đây là người anh đáng kính, là người thầy giáo đang giữ chức trưởng khoa sân khấu của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thế nên ban đầu có chút áp lực khi diễn chung. Thực sự thì lần này Huyền Thạch rất là vui khi được hợp tác với cả anh Bùi Như Lai, bởi vì đã nghe danh anh từ rất lâu rồi về tài năng của anh. Và lần hợp tác này thì Huyền Thạch học hỏi được rất nhiều về diễn xuất này, và tính cách của anh Lai cũng rất là vui, rất là thú vị. Anh rất cởi mở, hợp tác làm sao để cho có những cảnh quay mà tốt nhất có thể. Huyền Thạch cho biết ngoài đời cô dành cả thanh xuân để tìm cách giảm cân. Thân hình của nữ diễn viên không phải dạng ấy, thế nhưng lên phim lại rất tròn, nên cô luôn cố gắng gầy hơn để khi lên hình sẽ được đẹp nhất có thể. Ban ngày Huyền Thạch ăn uống bình thường, nhưng sau 7 giờ tối thì nhịn, kết hợp việc tập luyện những hoạt động thể chất. Trong cuộc sống, Huyền Thạch cũng là người lạc quan như nhân vật Nhài trong Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, luôn tìm ra những điều mình thiếu sót để cố gắng vượt qua. Nữ diễn viên cho biết bản thân cô không có vết thương lòng vì luôn tự xoa dịu chính mình. Cận kề tuổi 30 nhưng Huyền Thạch vẫn chưa lập gia đình. Trong chuyện tình cảm, cô là người bướng bỉnh nhưng không bảo thủ. Quan điểm của nữ diễn viên là thà kết hôn muộn còn hơn chọn sai người. Nếu như theo tính cách của Huyền đi thì chắc là như Nhài đấy, là bỏ không thể chịu được. Ai có đủ duyên với mình để ở cạnh mình thật là lâu, để mình đủ sự cố gắng mà muốn duy trì hay là muốn thay đổi cả mình hay là đối phương thì là có duyên với nhau thôi. Dù ngoài đời theo đuổi hình tượng quyến rũ nhưng Huyền Thạch chưa có vai nào phải mặc thiếu vải. Khi có vai nào như thế, cô sẽ nghiên cứu kỹ xem có nên nhận hay không. Nếu xứng đáng thì cô sẵn sàng chấp nhận để hóa thân. Trong tương lai, Huyền Thạch mong muốn được thử sức với những vai hiền lành, cam chịu để mang đến những màu sắc mới lạ cho khán giả. Nếu như mọi người yêu thương Huyền Thạch hay là yêu thương các diễn viên trong phim thì hãy cứ gửi câu hỏi để cho Huyền Thạch cũng như các diễn viên trong phim có cơ hội được trải lòng mình, để mọi người được hiểu hơn về nghề diễn viên cũng như là tính cách của các diễn viên nhé. Xin chào!